Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vinh Tage Quyết. Trước tiên thì cũng rất cảm ơn các bác đã quan tâm cho em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em là Việt Anh chuyên về kính bút nhắn bật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc phải mình bên dưới và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em có video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất và thường xuyên của em. Vì hàng ngày ngày nào em cũng có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay ngay. Phiên ngày hôm nay thì em có cái gì? Phiên ngày hôm nay em có một cái kính, đó là kính Big Size hay gọi là Big Blamy. Cái dòng này mới là thì nó sẽ dòng Big Blamy hay Lamy, nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với cả dòng Amor. Bởi vì những cái dòng này là gọi là dòng nó có thương hiệu hơn Amor. Amor nó chỉ có cái tên thương hiệu ở Việt Nam này thôi. Nhưng khi mà ở người Pháp ấy, thì những cái dòng như Brick này, Brick Blamy cái thứ ấy, thì người ta lại là chuộng hơn nhiều. Đặc biệt là cái tầng lớp mà thanh niên, trung niên là rất chuộng cái dòng này, thập niên 50-60. Đấy là cái giá trị mà thiết thực em nói với các bác. Để đi vào chủ đề thì em sẽ đi tổng thể bên ngoài trước, sau đó là em sẽ có cái phần chia sẻ bên trong. Cái kính này thì size của nó là đi là 137 gần 40. Đấy. Thì tất cả các phiên phiên nào thì em cũng có cái ngoái cổ này, lắc đầu thì để chứng minh, em muốn chứng minh cho một số bác là hơi băn khoăn là đeo nó lệch kính, xô kính rồi nó rung rung lắc lắc mà anh đi vào ổ gà vai thấy tự nhiên nó xô lệch, nó không đỗ nguyên, nó cứ vẹo vẹo không có vẹo gì cả. Tất cả thứ nhất là khuôn mặt, thứ hai là bị cảm giác. Đó là cái điều em chứng minh cho một số bác hay thắc mắc vấn đề đó. Đấy, các bác thấy được vẻ đẹp cái kính như nào, rất là đẹp. Đấy, em quay ngang để mình sẽ các bác sẽ ngắm được các cạnh góc độ của cái kính và vẻ đẹp của cái kính nó như thế nào. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái đường đó là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví là em sẽ gửi phương tiện đó. Và thông thường em sẽ gửi từ 1 đến 2 ngày, trừ với ngày lễ ngày Tết nó có thể lâu hơn một chút. Và Big Blamy nhá, ở cầu giữa này nó có cái chữ Big Blamy và một cái chuyện vuông logo của hãng. Đây đó là cái ký hiệu và biểu tượng trưng của hãng ngày xưa. Cái kính này rất nổi tiếng ở những giai đoạn 1950, 1960. Thì kính này thông thường nó giải sản xuất ở thập niên 1950, 1960. Những cái kính về đồ cổ đồ xưa này bao giờ nó có cái giá trị sưu tầm các bác nhé. Độ bền thời gian thì là vĩnh cửu rồi, bởi vì nó từ 50 thì bên 50 60 giờ là 6-70 năm rồi nhưng mà nó rất là còn bền. Đấy, các bác nhìn thấy chữ Big Blamy này. Cầu giữa nha. Cái này mới thì nó khoảng 93-94% thôi, nhưng mà thì rất là đẹp. Đấy là cũng phân tích lại một nữa thì là những dòng này thì nó size nó chỉ khoảng 135-137 thôi. Nhưng một số bác lại
có thắc mắc hay nghi vấn đề thắc mắc như nào thì các bác có thể là thay cái mắt này bằng mắt cận thị, lão thị, viễn thị được hết. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi đeo cái này vào cái gọng này và thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị ấy, thì nó rất là nhẹ, bởi vì là cái gọng rất là nhẹ nhàng đấy. Không, nếu các bác nào thích mắt xanh nhạt xanh đậm thì tùy thích, vì đa phần là cái mắt này nó là mắt trà, nhưng chẳng hạn cái này thì nó là trà hai màu đấy, nó là trà hai màu nhá, mắt dâm đấy. À, cái mùa này đi rất là hay, bởi vì sao? Mùa này nó nắng, nó không nắng to như mùa hè, nó dâm, nó nắng nhẹ nhàng, nên là khi mà đi cái mắt này nó rất là sáng. À, đấy là cái giá trị em muốn nói như thế. À, còn về giá cả cái cây này, à, tại sao một cây này nó giống như một cây Amo nhưng mà nó đắt hơn Amo một chút? Vâng ạ, bởi vì cứ thương hiệu bây giờ nó sẽ đắt hơn, nó giống như điện thoại iPhone hay HTC, Apple ấy, thì những điện thoại iPhone nó cùng cùng một cái đợt ra nhé, mà cái cấu hình tương đương nhau thì cái iPhone đắt hơn, và cái kính này nó cũng thế, vì cái thương hiệu nó rất là, vậy một thương hiệu rất là lớn đấy. À, về giá cái này thì là giá cái nó 7 triệu 100 nghìn, hay còn gọi là 7.100k, thì em cứ nói là 7 triệu mốt đi, thì giá là 7 triệu mốt trong cây Big Blammy đấy. Cây này kiểu Pháp, được sản xuất giai đoạn 1950-1960. À, phiên bản này thì nó phiên bản cầu đều, bản đều dáng đòn gánh đấy, dáng là dáng đòn gánh nhé. Rất là đẹp đấy, các bác nhìn ở góc cụ, độ ngang, độ nghiêng đấy, độ ngang, độ nghiêng trên dưới, vì mỗi khi em quay video hay chụp ảnh em đều có cái phần các góc cạnh góc độ chụp ảnh như thế, và quay video nhưng để một sự bác nào mà ngắm hết các vẻ đẹp của cây kính như thế nào và ra làm sao. Giá là 7 triệu mốt. À, về còn hình thức là mua bán rồi là giá bán hàng thì em có ghi rõ phần bên dưới video, là mô tả chi tiết địa chỉ nhà, số điện thoại, số loại, Zalo, kèm theo là hình thức mua bán bên dưới và thời gian bán hàng. À, về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm hàng ngày, tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày lễ ngày Tết. Và các bác vui lòng trước khi đến thì điện thoại trước, tránh trường hợp là bác đến đột xuất thì em hay đi vắng, bởi vì em còn đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với các bác khắp mọi miền tổ quốc đất nước, cũng như là đi công tác tỉnh của cái công việc hành chính của em. Nhưng bác điện trước thì em luôn sắp xếp ở nhà chờ đón và nghênh tiếp các bác từ xa. À, đó là cái giá trị mà em nói với các bác là như thế. Giá là 7.100.000 nha. Thời gian bán hàng, hình thức mua bán thì là ví dụ như các bác chuyển khoản em bao ship, hoặc các bác nào chạy đi ship code giao hàng rồi thu tiền đấy, thì vui lòng là cọc 100k, đó là cái giá trị mà nói với các bác là như thế. Các bác trước khi đến xem hàng hoặc giao lưu với em, các bác điện thoại trước, tránh trường hợp đến đột xuất quá em hay đi vắng, bác điện trước thì em sẽ sắp xếp chạy về để nghe tiếp bán góc từ xa. Rất dễ tìm thôi, địa chỉ thì ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đấy. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Giá là 7 triệu mốt nhé. Phiên ngày hôm nay đến đây kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại ở các phiên sau. Tạm biệt các bạn.